Đoạn trường ai có ở tù mới hay. Cú Phạm Trần Anh, phần 2. Tôi phải sống. Nhân lễ tưởng niệm 32 năm ngày mất nước được tổ chức ở tượng đài Việt Mỹ, tôi đến tham dự và do phải chờ đợi nói chuyện nên không đến kịp để dự bữa cơm cay đắng, để nhớ lại những kỷ niệm đau buồn xưa cũ, kể chuyện tù, đọc những vần thơ tù do Tổng hội cựu sinh viên quốc gia hành chánh và thân hữu tổ chức. Mục đích buổi họp mặt này chính là để anh em tâm tình, nhắc lại những buồn vui để chung lòng, chung sức, tiếp tục công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản, mang lại tự do, dân chủ, hạnh phúc thực sự cho hơn 84 triệu đồng bào Việt Nam. Tôi còn nợ anh em vì đã đến không kịp nên phải viết một bài về chuyện tù, thơ tù, để đăng trên tạp san Hoài Bão và báo Thời Luận, để tạ lỗi với anh em. Rồi khi đặt bút viết, ý nghĩ cứ tuôn trào nên mới chọn những bài thơ tù đoạn trường của những tù nhân bất khuất để gửi đến quý vị. Vâng, tôi xin tản mạn đôi điều tâm tình về những ngày tháng lao tù đầy ải trong các trại tù của Cộng sản. Đây không phải là hồi ký, nên nhớ đến đâu, viết đến đó, không có đầu đuôi gì. Xin quý vị thông cảm mà đại xá cho. Khoảng tháng 7 năm 1978, tôi được mở cùng chân còng tay đi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân để kết cung ra tòa. Sau một thời gian dài nằm trong ngục tối, bị cùm còng, đói ăn khát uống, lại nếm đủ mùi vị kỹ thuật khai thác cung cán của những tên Cộng sản chuyên chính dày dạn kinh nghiệm điều tra, nên khi vừa bước ra ngoài xà lim, người tôi lão đảo phải dựa vào tường mấy phút mới đứng vững được. Cô công an dẫn tôi tới một căn phòng. Vừa bước vào, tôi thấy một người mặt mày nhẵn bóng, bận đồ vest đàng hoàng nhưng lại ngồi chồm hổm trên ghế, để lộ cả đôi bít tất, chân cao, chân thấp. Thấy tôi bước vào phòng, y vội bỏ chân xuống, đưa mắt nhìn cô thư ký như trách móc, sao không gõ cửa báo trước để tôi nhìn thấy cảnh ngồi chồm hổm kiểu ngồi nước lục này. Bắt đầu khúc dạo đầu là màn hỏi thăm sức khỏe, rồi gợi tới tình cảm gia đình, mẹ già, vợ, võ. Vợ dạy con thơ rất ư là bài bản. Tuy biết là tên cáo già này nhắc tới những tình cảm thân thương, ruột thịt, làm mình mềm yếu tình cảm để mình thành khẩn khai báo, thế mà tôi thấy mình như chững lại, tự nhiên thấy xót xa, rồi lòng mình mềm nhũn. Đắc ý, tên cán bộ ngồi nước lục này nói giọng nhân nghĩa. Nào là, cán bộ ở đây đối xử với anh có tốt không? Có ai đánh đập anh không? Nghiên cứu hồ sơ tôi thấy anh còn ngoan cố chưa thành khẩn nhận rõ tội lỗi của mình. Nếu anh thành khẩn khai báo, thì ghi ra tòa tôi sẽ tha tội chết cho, may ra còn có ngày về đoàn tụ với mẹ và vợ con anh. Đến đây thì tôi chịu không nổi nữa, tôi cũng muốn kết thúc một lần cho xong, nên phản ứng liền. Anh đừng giả vờ, giả nhân giả nghĩa nữa, chính anh ra lệnh đánh tôi chứ ai. Anh không cần nói nhiều nữa. Đưa tôi tờ giấy trắng, tôi ký tên, khỏi cung với cán gì nữa. Tên viện kiểm sát đập tay xuống bàn rồi tức giận bỏ đi ra khỏi phòng. Khi tên kiểm sát vừa bước ra khỏi phòng, cô thư ký bước vội tới nắm lấy vai tôi nói vội. Tại sao chú lại nói vậy? Chú có biết ông này, thằng này nó giết bao nhiêu người rồi không? Chú phải sống. Nói xong như lỡ lời, cô bé trở về chỗ ngồi nhìn tôi bằng đôi mắt ái ngại. Tôi cũng ngạc nhiên trước thái độ của cô thư ký Cộng sản giàu lòng nhân ái này. Hình ảnh bộ mặt hốt hoảng của cô bé theo tôi mãi cho đến bây giờ. Xin cảm ơn người cán bộ 30 còn lại chút tình người. Sự việc không chỉ dừng tại đây. Một buổi sáng sớm, cửa phòng xà lim mở ra, hai tên công an kè tôi ra, còng tay. Hai tay tôi ngược ra phía sau, một trái chanh nhét vào miệng tôi rồi bịt mắt, bịt miệng tôi bằng một cái khăn. Tên kiểm sát viên nói với tôi bằng một giọng rất ư là căng thẳng như để hù dọa tôi. Tôi cho anh đúng nửa giờ để suy nghĩ,
Nếu anh cần khai báo thêm thì gật đầu, còn không thì anh không còn dịp nào để nói nữa. Nếu cần, cứ bắn bỏ khỏi cần xét xử gì hết. Tiếng anh em nhà bếp gọi nhau y ới, sáng nay không biết phòng nào ăn gà đây. Thường thì mỗi lần nhà bếp bị đánh thức sớm làm một con gà con, thì có một anh em trong xà lim bị tử hình. Anh em cố tình nói lớn giọng để chúng tôi nghe thấy kịp để báo cho nhau cùng cầu nguyện. Không biết ai trúng lô số số độc đắc đây. Tôi ngồi miên man suy nghĩ, cả một cuốn phim từ lúc còn nhỏ thoáng hiện trong tâm trí. Nhớ đến mẹ tôi, vợ con tôi. Thôi thì nếu có ăn gà cũng là sự giải thoát cho gia đình và cả cá nhân tôi. Mẹ tôi sẽ khỏi phải lo âu mãi, buồn khóc một vài lần rồi sẽ nguôi ngoai thôi. Vợ tôi sẽ yên tâm, bớt đi phần lo thăm nuôi tôi để lo các con tôi, và nàng cũng có thể bước thêm bước nữa để nuôi cho các con tôi là đủ rồi. Thế thôi, đến đâu thì đến. Đang miên man suy nghĩ thì tên viện kiểm sát lớn tiếng. Mày nhất định không chịu khai hả? Dẫn nó ra, cột vào. Tôi một thoáng bàng hoàng biến sắc. Ngoài trời Đà Lạt, gió lạnh thốc vào mặt khiến tôi sởn tóc gáy, nổi da gà và hai chân hơi run run đi không muốn vững. Tôi gắng gượng để đứng thẳng người, rồi một loạt đạn xé ngang tai khiến tôi chích lặng cả người, cho đến khi nghe tiếng chửi thề tục tiểu của tên viện kiểm sát mà tôi phải chép lại nguyên văn mới diễn tả hết được nỗi căm thù của tên cộng sản cuồng tín, say sưa quyền lực này. Mẹ thằng này ngoan cố quá, dẫn nó về còng nó rụt xương cho tao. Lúc đó tôi mới tin là mình còn sống. Hai tuần sau, chúng đưa anh em chúng tôi ra tòa sau khi biết rằng đòn cân não không khai thác gì được tôi. Tôi lại gặp tên Việt Cộng oan gia này khi ra tòa. Y tên là Võ Hoa Thám, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Hằng học đọc bản cáo trạng kết tội tôi. Phạm Trần Anh là một tên phản động cực kỳ ngoan cố, căm thù sâu sắc giai cấp vô sản, có kinh nghiệm chống phá cách mạng, cấu kết với các thế lực phản động trong và ngoài nước để lật đổ chính quyền cách mạng. Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị tuyên phạt y bản án thích đáng, cách ly xã hội. Thưa quý vị, viện cảm sát đề nghị cách ly xã hội không thôi nghĩa là kết án chung thân, chứ thêm hai chữ vĩnh viễn nghĩa là án gà tử hình, thì kẻ hèn này đã rửa cẳng lên ngồi bàn thờ rồi, còn đâu mà tản mạng đoạn trường hầu quý vị đây. Sau ngày Cộng sản xâm chiếm miền Nam, rất nhiều tổ chức cho những anh em yêu nước chống cộng đứng ra thành lập. Bà con đồng bào mình đang sống khổ, những khổ sở khốn khó thì những tin tức về sự xuất hiện của lực lượng nhảy dù, biệt động, thủy quân lục chiến trong rừng nên ai nấy đều mừng rỡ ra mặt. Hay gặp nhau là nhỏ to tin tức về quân của mình, tới chỗ này chỗ kia rồi. Anh em trong tổ chức thì ra sức rỉ tai, tuyên truyền kết nạp thêm chiến hữu, xây dựng cơ sở, chờ khi quân đội mình đánh vào là nổi dậy. Tôi viết bản tuyên cáo, kêu gọi đồng bào sẵn sàng hưởng ứng cuộc tổng nổi dậy đánh đuổi Cộng sản. Anh em được lệnh thả truyền đơn khắp Bảo Lộc, mấy tên khu xóm 30, hành hạ dân chúng cũng nhận được thư cảnh cáo. Buổi sáng mà con đi chợ thấy truyền đơn nên dư luận bàn tán xôn xao, mấy tên khu xóm cũng không dám hống hách như trước. Hồi đó, do tinh thần yêu nước chống cộng, nên khi có người sốt sắng ủng hộ, gia nhập là anh em mình mừng rồi, vô tình sơ hở để lộ bí mật của tổ chức, dù đã được nhắc nhở khi tuyên thệ gia nhập mặt trận. Mặt trận người Việt tự do bị Cộng sản phá vỡ do sự sơ hở của chiến hữu Nguyễn Văn Thầm đã tuyên truyền kết nạp đúng một tên công an đang tìm cách xâm nhập để phá vỡ tổ chức. Anh Thầm thấy bị lộ nên đã quyết định hy sinh bằng cách uống dầu xê tự sát không để Cộng sản khai thác tiếp. Nhận thấy có những dấu hiệu bất thường, tôi đã thông báo với Linh Mục Phạm Gia Hóa trước 1975 đặc trách công giáo thượng. Linh Mục nói tôi cứ yên tâm về bờ kệ, chờ anh em ra đón. Tôi đang lo thu xếp ổn định cuộc sống cho vợ con tôi và chờ anh em Phun Rô đón vào rừng thì bị bắt. Bắt nguồn từ lòng yêu nước, căm thù Cộng sản độc tài bóc lột xương tủy nhân dân, nên anh em khắp miền Nam đứng lên thành lập các tổ chức lực lượng nhân dân yêu nước chống cộng.
các tổ chức bộc phát nên bước đầu còn nhiều thiếu sót, nên chính sự hăng say nhiệt tình của anh em đã tạo ra những sơ hở không thể tránh được. Trong khi đó thì Cộng sản đã tổ chức một hệ thống tình báo đặc biệt, dày đặc, giăng lưới khắp nơi để xâm nhập. Bọn này cũng đi rỉ tai tuyên truyền chống Cộng, rồi khi nghe có tổ chức là chúng đóng vai chống Cộng hết mình, giúp đỡ tổ chức máy đánh chữ, giấy tờ để in truyền đơn, để xâm nhập chờ đến khi tổ chức sắp hành động mới phá vỡ các tổ chức của chúng ta. Tuy do những sơ hở mà hầu hết các tổ chức của người Việt Nam tự do chống Cộng bị phá vỡ, nhưng sự hy sinh của tất cả những người yêu nước chống Cộng đã gây một tiếng vang, tố cáo sự xâm lược của Cộng sản. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, dư luận thế giới lên án Hà Nội xé bỏ Hiệp định Paris, xâm lược miền Nam. Thủ tướng Cộng sản Phạm Văn Đồng sang Pháp rêu rao là Cộng sản không xâm lược miền Nam, bằng chứng cụ thể là khi vào miền Nam được nhân dân đón tiếp nồng hậu, không hề có một sự chống đối nào. Sự ra đời của hàng loạt các tổ chức chống Cộng, hàng trăm bản án tử hình và hàng ngàn tù nhân chính trị là minh chứng hùng hồn nhất cho sự chống đối của quân dân miền Nam và là bản cáo trạng về sự xâm lược của Cộng sản Hà Nội trước dư luận trong và ngoài nước. Sự dấn thân đóng góp của những tổ chức yêu nước chống Cộng sau 1975 đã mở đầu cho những phong trào chuyển lửa về quê hương của đồng bào hải ngoại. Đồng thời, ngay trong hàng ngũ đảng viên Cộng sản, những người Cộng sản yêu nước phản tỉnh cũng đã cất lên tiếng nói đòi xét lại, trả lại quyền dân chủ cho nhân dân, từ viên tướng Trần Đồ đến viện trưởng viện nghiên cứu Mác Lê Hoàng Minh Chính, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Lê Hồng Hà. Những người yêu chuộng tự do dân chủ và công bằng xã hội trên toàn quốc đã nhập cuộc ngay trong lòng xã hội chủ nghĩa. Từ những trí thức trẻ như một bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà văn Dương Thu Hương, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, đến Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Hoành, đại diện cho hàng triệu công nhân bị áp bức bóc lột, Lê Thị Kim Thu, Thu Hồng, đại diện cho hàng triệu nông dân oan khiên, khiếu kiện trên cả nước. Mới đây, tình hình đã bước sang một giai đoạn mới khi bà Nguyễn Thị Kỷ và một số lớn dân oan bây giờ không những chỉ khiếu kiện mà đã chính thức đấu tranh đòi đa nguyên đa đảng. Phong trào dân chủ nở rộ ngày một lớn mạnh sẽ như dòng thác cách mạng cuốn trôi chế độ Cộng sản cùng những rác rưởi tệ hại của nó. Sự trấn áp thô bạo của các chiến sĩ dân chủ cùng với hàng vạn dân oan xuống đường báo hiệu sự cáo chung của chế độ Cộng sản trong một ngày gần đây. Đó là một tất yếu lịch sử không thể đảo ngược được. Tôi phải thú thật với quý vị một điều là nằm trong tù buồn quá, nghe lòng mình lắng động mà cảm hứng làm thơ. Với tôi, đó là những phần thơ bất đắc dĩ trong tù, vì có bao giờ dám nghĩ là mình lại làm thơ được đâu. Thế rồi nhân đọc được bản tin của Liên hội Nhân quyền Thụy Sĩ, tự nhiên nảy sinh ra ý nghĩ phải gửi những vần thơ của những tù nhân bất khuất viết từ đáy địa ngục trần gian đến tay quý vị, đặc biệt là một người anh em tù, anh Hướng Dương Vũ Đình. Vũ Đình Thụy đã được trao giải thưởng Vassilstvedt 2007, quyền tự do viết văn. Vassilstvedt Freedom to Write Award, và được mời làm hội viên danh dự của Trung tâm Văn bút Hoa Kỳ, Peniel Island. Theo bản tin của Liên hội Nhân quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ, thì Hướng Dương Vũ Đình Thụy là người cầm bút thứ 10 trên thế giới được vinh danh từ khi có giải thưởng cao quý này. Giải thưởng Vassilstvedt, quyền tự do viết văn, được trao tặng cho những nhà văn, nhà thơ bị ngược đãi hoặc tù đầy chỉ vì đã dùng ngoài bút để diễn đạt những tư tưởng của họ. Hơn nữa, đối diện với chế độ kiểm duyệt và đàn áp, lòng dũng cảm của họ thật gương mẫu, xứng đáng được ca ngợi. Giải thưởng mang tên Vassilstvedt được để vinh danh nhà thơ và nhà phê bình văn học Ukraine. Ông Vassilstvedt là tiếng nói biểu tượng lãnh đạo thế hệ của ông. Năm 1965, ông Vassilstvedt được trục xuất khỏi Viện Văn chương thuộc Hàn Lâm Viện Khoa học Liên Xô vì ông phản đối những vụ công an bí mật bắt giữ các nhà dân chủ đối kháng và những phiên xử kín ngày càng nhiều thêm. Bị buộc tội kích động tuyên truyền chống Liên Xô, ông bị bắt năm 1972 và bị kết án 5 năm tù trong trại cưỡng bách lao động với chế độ hết sức khắc nghiệt, kèm theo 3 năm lưu đày. Sau khi trở về năm 1979, ông tham gia nhóm nhân quyền Helsinki Ukraine. Ông bị bắt lại năm 1980 và một lần nữa bị kết án 10 năm tù trong trại khổ sai lao động, kèm theo 5 năm
lưu đày. Vasily Stets là nhà văn cuối cùng đã chết ngày 4 tháng 9 năm 1985, khi mới có 47 tuổi trong Gulag Soviet, một đại địa ngục từng được Cộng sản Việt Nam xem như kiểu mẫu của chuyên chính vô sản quốc tế. Nhà thơ hướng dương Vũ Đình Thụy, tên thật là Võ Lâm Tể, 59 tuổi, nguyên là một thiếu úy biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa, là tác giả của những bài thơ rất truyền cảm. Tất cả những bài thơ đều được sáng tác trong các trại tù Cộng sản. Thơ anh biểu lộ tính nhân bản, tình yêu quê hương và lòng quý trọng tự do. Anh bị bắt làm tù binh, bị lưu đày không xét xử, để cải tạo trong các trại tù cưỡng bách lao động từ năm 1975 đến 1978. Xin mở một cái ngoặc đơn ở đây, chữ cải tạo, tác giả để trong ngoặc kép. Sau khi trốn khỏi trại tù Pleiku, anh thay đổi tên họ là Vũ Đình Thụy, tổ chức chống cộng, đòi hỏi tự do dân chủ và nhân quyền. Năm 1979, anh bị bắt lại và bị chế độ Cộng sản kết án 20 năm và đưa đi đày ải ở trại tù Xuân Phước A20 Phú Yên. Khoảng năm 1984, anh tìm cách gửi tập thơ trước tòa công lý ra hải ngoại, nhưng sự việc bất thành nên bị xử án chung thân. Anh vừa mới ra tù cách đây 3 tháng, sau 31 năm, 10 tháng, 11 ngày tù. Bản án dài nhất thế kỷ này chính là bản cáo trạng về tội ác của chế độ Cộng sản phi nhân bạo tàn nhất trước lịch sử nhân loại. Hồi còn là học sinh ngồi dưới mái trường thân yêu, nghe thầy giảng về truyện Kiều của Nguyễn Du, lắng nghe tâm trạng hoài lê của đại thi hào Nguyễn Du, vẫn không thể nào hiểu nổi với cái vốn liếng nghèo nàn về Hán viết của một học sinh trung học. Quốc phá gia vong, gia quốc lệ, lục tuần lao ngục tử sinh tâm. Thì ra đại thi hào cũng đã ở tù vì thù nhà nợ nước với tấm lòng thanh thản không biết sống chết là gì. Huống chi mình mới ở tuổi 30, thế nên nổi hứng dám liều làm hai câu thơ đồng cảm với đại thi hào một phen. Quốc phá gia vong vong quốc hận, cửu niên diệt bích bất tử tâm. Chẳng phải là can đảm hay hay ho gì, nhưng ở tù lâu quá, ngồi nhìn trừng trừng vào mấy bức tường suốt gần 9 năm trời nên không phải không sợ chết như đại thi hào, mà là đã lì đòn, tới đâu thì tới, điếc không sợ súng nữa, thế thôi. Trong lịch sử văn học Việt Nam có rất nhiều người yêu nước, nhưng chỉ có hai danh nhân văn hóa Việt luôn thao thức trăn trở về vận nước, luôn luôn nhớ về cố quốc, về lãnh thổ xa xưa của Việt tộc. Đại thi hào Nguyễn Du trong Bắc Hành Tạp Lục gồm 109 bài thơ chữ Hán, tất cả đều nói lên tâm tư hoài cổ truy ức về lịch sử xa xưa của Việt tộc như Cửu Lê, Lũng Thục, Kinh Châu, Dương Châu, Trường Sa, Hồ Động Đình, Lưỡng Quảng. Đặc biệt, Nguyễn Du đã biểu lộ tâm trạng nuối tiếc tấm lòng của một con dân đất Việt trong bài Triệu Vũ Đế Cố Cảnh như sau. Thiên niên cổ mộ một phiên ngu, kẻ hèn này xin tạm dịch là còn đâu mộ cổ phiên ngu một thời. Khi đi sứ sang tàu, đứng trước cảnh cũ người xưa, nhìn lại giang sơn gấm vóc của tiền nhân nay đã không còn nữa, Nguyễn Du đã cảm khái bài Đổng Tước Đài trong bài Phản Chiêu Hồn, Vịnh Khuất Nguyên, vịnh những địa danh xưa cũ của Việt tộc. Nguyễn Du đã nói lên tâm sự u hoài, hướng vọng về cố hương, quê cha đất tổ của con cháu rồng tiên trước cảnh suy vong của văn lang xưa cũ, nên mới cay đắng thốt lên, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Đại thi hào Nguyễn Du cũng gửi gắm hoài bão tâm sự của một con dân nước Việt khi làm thơ Vịnh Hạng Võ, người anh hùng khí đoản của Việt tộc đã chịu thất bại trước một lưu bang tầm thường của Hán tộc như sau. Cập thất bại vong phi chiến tội, không lao trí lực giữ thiên tranh, cổ kim vô ná anh hùng lệ, phong vũ không văn sất xá thanh. Lẽ được thua vốn tùy vận số, sức người sao địch nổi lý trời. Xưa nay anh hùng thường nuốt lệ, gào thét gầm vang, ác gió mưa. Tôi còn nhớ mãi chuyện kể về mối tự tình dân tộc của Nguyễn Du và một chủ nhân lò gốm cũng là người Việt cổ bên Giang Ninh ở Hoa Nam, Trung Quốc.
Chủ nhân nhờ Thi Hào viết lên mấy vần thơ trên bộ đồ gốm để làm kỷ niệm. Nhân gặp người đồng bào tri kỷ của mình, Nguyễn Du đã cảm khái đặt bút viết ngay hai câu thơ. Nghêu ngao vui thú yên hà, Mai là bạn cũ, Hạc là người quen. Mai và Hạc là biểu trưng Việt tộc của Hoa Phái Hoa Nam, khiến chủ nhân hết sức cảm động, ôm Nguyễn Du mà khóc, rồi hủy luôn luôn khúc. Khuôn đúc, trước lúc chia tay, chủ nhân lò gốm đã trịnh trọng biếu Nguyễn Du bộ tách trà để làm kỷ niệm gặp lại người đồng bào Việt, văn hay chữ tốt của mình. Đại Thi Hào Nguyễn Trãi cũng phiêu dạt sang Trung Quốc để tìm theo cha là Nguyễn Phi Khanh, bị quân Minh bắt đưa sang tàu. Nhờ đó, Nguyễn Trãi tìm lại những địa danh xưa cũ của Việt tộc, nên khi về nước, Nguyễn Trãi đã từng đêm ngồi ngắm sao ngưu đậu để hướng vọng về Trung Nguyên của tổ tiên Bách Việt thuở xa xưa. Già y ngưu đậu vọng Trung Nguyên, đặc biệt Đại Thi Hào Nguyễn Trãi cũng ngồi ôm chân cùm mà lo âu về vận nước nên mới xuất khẩu thành thơ. Tỳ túc lãnh kiềm ưu quốc sự. Hồi còn nhỏ tôi rất thích Án Văn Bất Hủ, Bình Ngô Đại Cáo của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi. Bây giờ, tôi còn cảm thấy có sự đồng cảm lạ lùng và thật sự thán phục chí khí của Đại Thi Hào Nguyễn Trãi. Suốt đêm nằm ngủ không được, miên man nhớ tới ức trai tiên sinh. Quán tưởng ức trai già bất miên nên diễn ý thành mấy câu thơ như sau. Ôm chân cùm lạnh đêm đông, nửa mong việc nước, nửa trông tin nhà. Ức trai Nguyễn Trãi thi ca, ngàn năm văn học nước nhà lưu danh. Quý vị vừa theo dõi phần 2 bút ký đoạn trường Ai có ở tù mới hay của Phạm Trần Anh.